Đơn ca tài tử và cải lương là hai loại hình nghệ thuật được hình thành và phát triển trên mảnh đất Nam Bộ cách đây hơn 100 năm. Xác định việc đào tạo hai chuyên ngành trung cấp đơn ca nhạc tài tử Nam Bộ và nghệ thuật biểu diễn cải lương sẽ góp phần bảo tồn văn hóa, nối dài sức sống cho nghệ thuật truyền thống. Thời gian qua, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở 2 đã nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, chắp cánh cho các học viên trở thành những nghệ sĩ thành danh trên sân khấu. Sinh ra và lớn lên trong những câu ca ngọt ngào của mẹ, nên từ nhỏ, Trần Thị Bảo Ngọc đã nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ cải lương. Là một trong số ít học viên chọn học tập nghệ thuật dân tộc chuyên nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bảo Ngọc không ngừng nỗ lực để tích lũy thêm nhiều kỹ năng làm nghề. Và mới đây, sự sáng tạo nhập tâm vào vai diễn của chị trong trích đoạn cải lương Sông Dài tại buổi báo cáo tốt nghiệp đã truyền được cảm xúc cho người xem. Các thầy các cô đã luôn giúp đỡ cho tôi để tôi được trưởng thành, và sau này tôi được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, và tôi sẽ lan tỏa cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Quá trình đào tạo hai chuyên ngành nghệ thuật truyền thống Nam Bộ, nhà trường đã kết hợp hiệu quả giữa phương pháp sư phạm khoa học và truyền nghề, trong đó chú trọng mời những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy, giúp học viên hiểu được cái gốc của bài ca, nắm vững tính chất các làn điệu. Cái năng khiếu, đó, cái tiềm năng của mỗi em rất là lớn, cho nên là cái kết quả như là chúng ta thấy hôm nay, thì thực ra là các em có thể đảm đương được những cái nhân vật chính ở trên cái sân khấu. Nếu như khi các em ra trường, các em được giao vai, và tôi tin rằng các em sẽ hoàn thành tốt các cái vai diễn mà mình được giao. Khóa học này, hai lớp trung cấp đơn ca nhạc tài tử Nam Bộ và nghệ thuật biểu diễn cải lương chỉ có 4 học viên, nên việc tổ chức học tập trong 4 năm qua cũng gặp không ít khó khăn. Xác định đây là ngành học quan trọng trong bảo tồn bản sắc văn hóa Nam Bộ, với phương châm ít nhưng chất lượng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã xây dựng kế hoạch đào tạo, phương án dạy học hiệu quả để tiếp tục lan tỏa tình yêu với nghệ thuật truyền thống đến với học viên. Cái việc mà tổ chức đào tạo phục để cung cấp cái nguồn diễn viên có chất lượng cao về đơn ca tài tử cũng như là biểu diễn nghệ thuật cải lương cho hai đoàn văn công quân đội tại phía Nam, đấy, cung cấp cái nguồn nhân lực diễn viên cho hai đoàn văn công này, thì ngoài ra thì thông qua đó nhà trường cũng có một cái thông điệp, đó chính là cái việc bảo tồn cái vốn cổ của đất nước chúng ta về cái bộ môn nghệ thuật cải lương này và đơn ca tài tử. Giữ gìn và phát triển nghệ thuật truyền thống, trong đó có đơn ca tài tử Nam Bộ và cải lương, sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Những nỗ lực, quyết tâm gìn giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật này của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sẽ chắp cánh để nhiều gương mặt tài năng cống hiến cho khán giả, tạo đà phát triển bền vững cho nghệ thuật truyền thống.